Các con thân mến, các con đang được thưởng thức giai điệu ngọt ngào, du dương từ cây đàn violon. Thật cuốn hút đúng không nào? Đàn violon hay còn gọi là vĩ cầm. Đây là một loại nhạc cụ thuộc bộ dây có kích thước khá nhỏ gọn và có âm khu cao nhất, với khả năng biểu diễn sắc thái tình cảm đa dạng. Vậy cấu tạo của đàn violon gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Đàn violon gồm có hộp đàn được làm từ các loại gỗ khác nhau như gỗ phong, gỗ vân sam. Phía trên hộp đàn là cần đàn, nơi đặt các phím đàn. Cần đàn có hình dạng thuôn ở đầu và mở rộng dần ra phía sau. Thông thường cần đàn được làm từ gỗ mun. Tiếp đến là khóa đàn và cuộn xoắn ốc. Khóa đàn dùng để điều chỉnh độ cao của dây đàn. Đàn violon gồm có 4 dây, có thể làm bằng ruột động vật, bằng thép hoặc các vật liệu tổng hợp và được bọc ngoài bởi dây kim loại. Ngựa đàn là một mảnh gỗ hoặc nhựa để nâng dây đàn lên khỏi mặt đàn và truyền dao động của dây đến cột trụ và thanh dọc bên trong. Còn đây là bộ phận đặc trưng và nổi bật nhất của cây đàn violon, gọi là cây vĩ. Cây vĩ chia ra làm hai phần, gồm có phần lông vĩ và que vĩ. Lông vĩ được làm bằng lông đuôi ngựa, hoặc cao cấp hơn có thể làm bằng vây của cá voi, nhưng ngày nay thường được làm bằng chất liệu ni lông hóa học, có tính đàn hồi và khả năng sử dụng cao hơn. Một bộ phận nữa cũng rất quan trọng của cây đàn violon, đó là miếng gác cầm. Khi chơi violon, người chơi phải đặt cầm lên miếng gác cầm, dùng cây vĩ tác động vào dây đàn tạo nên âm thanh. Đàn violon được sử dụng trong nhiều thể loại nhạc, có thể chơi độc tấu hoặc hòa nhạc cùng với các nhạc cụ khác. Các con biết không, cây đàn violon được coi là nữ hoàng của các loại nhạc cụ, không chỉ vì thân đàn được thiết kế đầy nét nữ tính với những đường cong mềm mại mô phỏng theo dáng của người thiếu nữ thanh tao, yểu điệu, mà cũng rất cao sang quý phái. Violon còn là bậc thầy của diễn tả cảm xúc, từ say sưa trìu mến, trữ tình đậm đà đến tươi tắn, có khi hơi kiêu hãnh, có khi xáo động nhẹ nhàng, lại có lúc u sầu não nề. Violon dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc với âm thanh du dương, mượt mà, réo rắt. Bây giờ, cô mời các con cùng thưởng thức lại tiếng đàn violon qua ca khúc Chúc mừng năm mới. Các con hãy hòa nhịp cùng với tiếng đàn và hơi thở của mùa xuân nhé.